Sau một thời gian dịch COVID-19 được kiểm soát, những ngày gần đây, trên địa bàn xã Hưng Lộc liên tục xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng. Kể từ khi phát sinh ca nhiễm mới từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10, toàn xã có 29 trường hợp nhiễm COVID-19. Ngay sau khi tái xuất hiện ca bệnh đầu tiên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Hưng Lộc đã khẩn trương triển khai kịch bản phòng chống dịch với cấp độ cao hơn. Xã đã kịp thời thiết lập ngay các chốt phong tỏa, tăng cường giám sát khu vực có F0 sinh sống, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn để từ đó sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trưa 15 tháng 10 là lấy diện rộng của xóm Tiến Lộc, sau đó thì đề xuất là lấy mẫu test nhanh các xóm như là 16 này, xóm Phúc Lộc này, rồi xóm 12. Thì qua cái lấy test nhanh như vậy thì đã sàng lọc và cũng phát hiện thêm các cái ca F0 trong cộng đồng. Và từ đó thì là xác định cái dịch tễ là rất phức tạp, cho nên là một là khoanh vùng thì diện rộng, lấy mẫu diện rộng, nhưng mà phóng tỏa thì cũng vừa phải. Cũng như vậy, tại phường Hà Huy Tập, sau khi xuất hiện các ca F0 đầu tiên trong cộng đồng ở khối Yên Hòa, phường đã triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Với phương châm khoanh vùng có trọng tâm, phát hiện F0 ở đâu thì tổ chức phong tỏa ở đó, phường Hà Huy Tập đã phong tỏa đoạn đường Bùi Huy Bích, khối Yên Hòa, đồng thời khẩn trương rà soát, phân loại các trường hợp F1, F2 và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, cụ thể đối với từng trường hợp. Khi có ca cộng đồng trên địa bàn phường thì trước hết đó là tổ chức tốt cái công tác điều tra, truy vết, tránh để F0 là sót lọt ở trong cộng đồng. Nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi triển khai cái việc là rà soát để các ca liên quan như F1 rồi là có cái tiếp xúc gần với F0 để có cái xét nghiệm diện rộng, xét nghiệm vừa các cái khu vực xung quanh cũng như là các cái khối xóm lân cận để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Có thể thấy, việc xuất hiện các ca bệnh mới trong cộng đồng tại thành phố Vinh những ngày gần đây cho thấy nguy cơ dịch trên địa bàn thành phố vẫn còn ở mức cao và có thể bùng phát trên diện rộng bất cứ lúc nào. Nhất là khi một số tỉnh thành miền Nam đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, nên khả năng số công dân làm ăn, sinh sống tại khu vực các tỉnh phía Nam được trở về quê kéo theo nhiều nguy cơ dịch xâm nhập nếu không kiểm soát chặt chẽ. Trước tình hình đó, các địa phương đã khẩn trương kích hoạt lại các tổ COVID cộng đồng, triển khai nhiều biện pháp chủ động ứng phó với dịch COVID-19. Địa phương đã tích cực thực hiện các cái biện pháp tuyên truyền, thông báo đến các hệ thống phương tiện truyền thông của phường cũng như của khối để người dân được nắm biết và thực kích hoạt các cái hoạt động của tổ bộ COVID cộng đồng, rồi cấp ủy, ban cán sự khối, hệ thống chính trị vào cuộc thường xuyên để là giám sát, để nắm được tình hình người từ vùng dịch trở về và người những trường hợp mà thuộc diện buộc cách ly tại nhà để giám sát, không để là đi lại tự do, không để lây lan dịch bệnh trong cái thời gian sắp tới. Đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố xuất hiện 10 ổ dịch tại các phường xã Hà Huy Tập, Hưng Lộc, Trung Đô, Hưng Dũng, Hưng Bình, Vinh Tân và Đông Vĩnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Vinh đã rà soát, kiện toàn, kích hoạt lại ban chỉ đạo, đội phản ứng nhanh, xây dựng, củng cố, hoàn thiện các phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ, tổ chức truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch, phong tỏa chặt chẽ các địa điểm có F0 để tầm soát khẩn trương, tập trung cao độ việc rà soát, quản lý, theo dõi sức khỏe đối với những người đi từ vùng dịch trở về, kịp thời phát hiện người có biểu hiện bệnh để cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Chúng tôi đã giao trách nhiệm cho ban chỉ đạo và trung tâm chỉ huy các phường xã là phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý và đặc biệt là tuyên truyền mạnh mẽ để người dân lúc nào cũng thấy cái nguy cơ là dịch bùng phát trở lại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của người dân. Và một cái nội dung cuối cùng là chúng tôi tăng cường cái việc là giám sát và yêu cầu thực hiện nghiêm cái việc công bố cái cấp độ dịch ở các cái khối xóm và thành phố để người dân thấy rõ các cái nguy cơ và đặc biệt là để người dân biết được là hiện nay chúng ta đang thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch theo cái trạng thái bình thường mới, chứ không phải như vậy là chúng ta đã trở lại một cái trạng thái hoàn toàn là bình thường và nguy cơ cấp độ dịch thì nó sẽ được áp dụng hàng ngày và được cập nhật hàng ngày để người dân biết. Song song với việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, theo diễn biến của dịch bệnh tại mỗi địa phương, thành phố Vinh huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng thời chỉ đạo các phường xã, các ngành chức năng phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm lớn, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn.